Gingerbread. Mùa dịch căng thẳng quá không anh em? Mùa dịch bây giờ là nó ảnh hưởng, nó trì trệ tất cả mọi thứ của anh em luôn, của tất cả mọi người luôn, lát cũng vậy, không có làm ăn được gì hết. Đúng rồi, mà mình không có đi vệ sinh xe rồi, bây giờ mình cũng đang tính rồi là rửa xe xong rồi coi có cái gì hay hay không, rồi bảo trì bảo dưỡng nó luôn một lượt, chạy qua bên hay Vũ Long thử coi, hôm nay hy vọng ở bên đó nó đang mở cửa. Mà đổi như hôm trước nha anh em, màu đỏ đổi như hôm trước á, dán màu đen rồi, sắp tới em ơi, dán này cũng được 1 tháng rồi, sắp tới chắc có lẽ là thay một khác nữa. Rồi coi như lát vừa mới rửa sơ sơ dàn xe cho nó sạch sẽ, cho nó bớt xịn xíu, là bữa sau sẽ rửa kỹ hơn. Đó, sơn rửa sạch bon ken spen. Nhiều anh em hỏi là nên xài chai dưỡng sơn gì, thì đây là chai dưỡng sơn mà lát hay xài nha. Mà lát cũng vừa mới xịt xong rồi, tại nãy có một tay không có làm được cho nên anh em cũng thông cảm nha. Rồi bây giờ xong rồi xách xe chạy vòng chơi cho mát mẻ. Thôi chạy xíu, do đụng vô mấy cái cả xước xịt như được rồi. Sơn dán lại màu đỏ nha, mới sơn mấy cái vết chạy bữa trước, bây giờ xử lý xong hết rồi. Cái này sâu, cái này là dán trong hả ta? Dán ngoài. Dán ngoài à. Hay là thay cái đầu đó luôn? Không, dán ngoài với đầu này đâu có thay đâu. Này đèn viên mà, có viên mà. Cái bên đây màu vàng, màu trắng nè, không? Đúng rồi. Bên này màu vàng. Bên này cái này là dán. Form plastic nha anh em. Nhìn thấy đó, xịn sò vãi. RCB côn dầu nè, này là côn dầu. Dây tăng áp nè, ca này. Nguyên hệ thống full system. Full system. À, là Cardinal, là dạng như hôm bữa của Inox 304 đó đúng không? À. Cái này bên B2A Vũ Long có nha anh em. Cái này là sơn tĩnh điện lại nè. Anh nhìn nó liền mặt với nguyên con xe luôn. Phong cách chất chơi. Đây là dán nè. Trời, không có liền đâu. À, cái đây là con hình như con classic mà hai màu may black nè đúng không, ở dưới là màu đen, còn ở trên cũng là ở dưới đen bóng, trên đen nhám, dán xương cá, phong cách rất là bụi bặm, gắn thêm 2-3 gai và 2 túi da cho nó tiện nè. Cái cùm giống của mình, cùm kia, cùm công dầu thì bóp bao sướng luôn rồi. Di đông này đã được nâng lên, nâng gù này, như cái này của Motowoof không? Giống của Motowoof ha, nhưng mà nâng lên thấy cái công cách Rambler nhìn nó cứng xe, cộng thêm chống đổ nữa. À, giờ mới phát hiện thêm cái CNC của bên, bát CNC dầu heo của Nissin, heo dầu đi, heo dầu trước của Nissin luôn. Ở phía trước là có thêm cái két nhớt, đây là két nhớt nè, còn dưới là cái cản ba, cái tháo dây rồi. À, cách nhớt theo dây hả? Để chân rồi hả? Để tạm thời tượng chân thôi, để móc fix lại. Còn dưới đây là cái ốp bảo vệ lốc máy dưới.
cộng thêm cái chống đổ, nhìn xe nó cứng hẳn luôn. Xe này chủ đi được 20 mấy ngàn cây, nhưng mà nhìn anh em nhìn thấy người ta chăm xe dưỡng xe thấy tốt không? Nhìn thấy hơi bụi bụi thôi nhưng mà thực sự rất là mới luôn nha anh em. Đây là bao xuyên, đi xuyên Việt được luôn nè. Nguyên xe quá sướng luôn. Ngồi này thoải mái chạy tới Hà Nội cũng được nữa. Đó, vừa mới rửa xe xong rồi vô tình phát hiện xe này vậy. Quay cho anh em hai cái đồ móc để tận dụng để treo đồ gắn ở bên đây. Có thêm cái đèn tun trợ sáng nhỏ ở đây nữa. Nếu mà móc này nhỏ quá thì về gắn cái móc quần áo vô. Quá tới giờ nữa rồi hả? Tới giờ nữa rồi đó. Được. À, cái phần này nó cũng khá là hay nè anh em, nó là cái trợ lực tay lái. Thí dụ mà mặc dù có như mình thấy như mình lúc trước mình cũng có mua để mình đi tour đường dài, cái này tầm cỡ 20 mấy ngàn à, nhưng mà hỗ trợ anh em đi đỡ mỏi tay hơn nhiều lắm. Độ luôn cặp đồng hồ của Scrambler luôn, cà phê Ducati này, đúng không? Bao đẹp luôn. Xe này map lại rồi, xe này map dàn hơi lại chắc luôn. Nhìn cũng xịn sò. Anh em nào mà có thích những cái phong cách này, đây cũng là một cái gợi ý cho anh em để anh em độ nè. Rồi, xe không gì hết. Can span. Nói chung vậy là cũng tương đối rồi anh em ơi. Chắc sẽ dán lại màu đen cho nhìn cho nó ngầu hơn chứ. Chứ mình cảm thấy mình không có hợp với màu đỏ cho lắm. Để cho anh em đỡ thắc mắc đó là những cái con xe của mình đó là dán tầm cỡ từ 100-200. Anh em cứ chạy ở đường Nguyễn Chí Thanh đó là họ có dán à. Chạy cho nó dễ chứ đừng chạy mấy xe này chi được.
thì hỏi mình có nên mua dòng xe này hay không. Thì tự những người đã muốn mua họ nhìn một cái giống như là các bạn tình yêu sét đánh vậy, nhìn một cái là anh em sẽ muốn mua liền chứ không có cần phải đợi hỏi ý kiến người khác. Bye.